Dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố ngày 29 tháng 9. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có mây, không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có mây, không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố New York, Mỹ có mưa vừa, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Thủ đô Paris, Pháp có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ.